Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là chương trình đập hộp TV LG Smart TV. Như bạn có thể thấy hàng rất còn nóng, vẫn còn nguyên dai nguyên kiện. Coi tiền mà dọn rạc á. Đi dọn ai mà. Dạ phê. Rồi. À, TV cũng là khá là nhẹ, chỉ khoảng 20 cân thôi. Một người có thể là dễ dàng để xử lý.